Xin chào anh em, xin chào quý vị và các bạn. Rất lâu rồi cửa hàng mới lại có dây AV về để bán cho anh em. Và đặc biệt dây lần này cực kỳ xịn anh em nhé. Năm 2021 thì cửa hàng có bán những cái dây tồn kho của Đức giá 200.000. Nhưng đợt này dây lại còn xịn hơn anh em ạ, xịn hơn nhiều luôn. Dây nó mềm nhũn ra anh em ạ. Đây là những chiếc dây AV tồn kho của Đức. Chất liệu xịn sò hơn những cái dây cửa hàng đã bán năm trước. Những cái dây này cửa hàng báo giá luôn cho anh em là 250.000 một dây. Và bao ship luôn cho anh em nhé. Nếu mà bao ship tính ra thì nó cũng chỉ cao hơn cái dây đợt trước cửa hàng bán khoảng 230.000 thôi. Bởi vì cái dây ngày xưa bán thì không bao ship anh em ạ, 200.000 không bao ship. Thì cái dây này cửa hàng bao ship cho anh em là 250.000. Cái dây này nó xịn và nó là hàng tồn kho chưa qua sử dụng anh em nhé. Có nghĩa là nếu mà nó không có màu thời gian ấy, không có bụi bặm theo thời gian vào dây thì nó là dây mới tinh cũng được. Anh em nhìn cái đầu này, những cái đầu này nó như mới tinh luôn đó. Có nghĩa là cái phần kim loại của nó vẫn vàng óng. Có nghĩa nó chưa qua sử dụng, chưa qua chọc vào những cái độ AV. Có nghĩa là nó vẫn còn nguyên zin ở những cái đầu này. Thì những cái dây này nó xịn sò ở chỗ nào? Đó là cái thành phần cấu tạo lên cái dây, chất liệu lên cái dây anh em ạ. Lõi bên trong rất dày và cái dây này nó mềm nhũn ra anh em ạ, mềm nhũn như bún luôn. Các bác cầm nó sướng phê, cực phê luôn. Đấy là phần chất lượng về cái dây. Còn ở đây tiếp theo anh em có thể thấy cái đầu cắm này. Đầu cắm này nó mạ vàng và nó dày dặn chưa? Nó dày bì luôn. Thì anh em cắm vào những cái lỗ AV trên âm ly, trên lọc nhạc của các bác, nó sẽ rất bền theo thời gian và nó sẽ khít. Nó sẽ không bị vỡ nát cái đầu này, nó sẽ bị thiếu mát. Nếu anh em cắm những cái đầu này mà nó mỏng manh, nó kém chất lượng, nó sẽ thiếu mát và nó sinh ra tiếng sôi ù. Sôi ù anh em nhá. Thì cái chuyện sôi ù thì anh em chơi âm thanh thì chắc chắn đã gặp rồi nếu chơi nhiều. Đó. Thì chính là do cái nguyên nhân là do cái dây AV. 250.000 một dây, cửa hàng bao ship luôn cho anh em. Đó. Anh em mua hàng nhắn tin, gọi điện cho địa chỉ thông tin, cửa hàng sẽ gửi qua bưu điện đến tận nơi cho anh em. Và đây tôi lại lấy một cái minh chứng, đó là những cái dây kém chất lượng. Những dây này cũng là thuộc dây tốt của Trung Quốc nhá anh em nhá. Cái dây Choisi này này. Cái dây này là dây hàng tồn kho của Đức này. Đó, đợt này nhập được khoảng 6-7 này. Không biết được 60 dây không. Anh em trông nhiều này thôi, nhưng mà nó dài thì mình nó dài lên là trông nó nhiều này thôi. Nó dài 1m8 các bác nhá, dài 1m8. Đó. Cực kỳ xịn luôn về chất lượng. Đầu cắm cũng như là độ truyền tải âm thanh, bởi vì cái lõi bên trong nó to. Còn cái dây này anh em mua trên thị trường nó cũng phải tầm 100 nếu các bác mua ở các cửa hàng bán lẻ. Đó. Dây này là dây Choisi. Thì anh em có thể thấy cái đầu này nó rất mỏng này. Các bác chỉ cần bóp cái vào là nó móp đây, đây. Để các bác bóp vào là nó đã bong vào trong đúng không? Thì theo thời gian anh em cắm những cái đầu này nó vỡ hết. Và các bác lại phải mua những cái dây kém, dây khác để các bác dùng. Nghĩa là các bác sẽ phải mất nhiều lần tiền. Nhưng cái thiệt hại hơn nhiều nữa đó là cái chất lượng âm thanh nó truyền tải. Cái lõi bên trong cái dây này nó chỉ vài cái sợi tóc thôi anh em nhá. Anh em cắt ra nó chỉ vài cái sợi tóc thôi. Thì độ truyền tải âm thanh nó sẽ không bao giờ có cửa để so sánh với những cái dây xịn như thế này anh em nhá. Đó. Đấy là phân tích cho anh em hiểu tại sao là mình phải dùng cái dây AV. Không cần loại quá đắt tiền nhưng cũng phải loại tương đối, loại tươm tươm trở lên để cho cái chất lượng âm thanh nó được sắc nét, nó rõ ràng, nó chất lượng. Chứ nhiều khi anh em mua một cái đôi loa đắt hoặc một cái âm ly đắt như các bác lại bỏ quên mất cái dây tín hiệu này thì đấy là một sai sót anh em nhá. Đó, minh chứng là cái dây này. Đó, dây này trên thị trường nó bán tầm 100.000. Như cái dây này cửa hàng bán giá 250.000. Giá nó chỉ chênh hơn gấp đôi một tí ti. Mà anh em lại được một cái dây xịn và cái chất lượng cao hơn rất nhiều. Đó. Anh em thấy sao? Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh em. Mềm nhũn anh em ạ.